Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay Thanh Thủy giới thiệu đến quý vị và các bạn món được làm từ vỏ bưởi là mứt vỏ bưởi và chè bưởi. Thực tế thì cách làm những món ăn từ vỏ bưởi không quá khó, nhưng để có thể chế biến thành một loại mứt hay là chế biến một món chè bưởi thanh mát, giữ được hương vị bưởi tinh túy thì không hề đơn giản. Với đôi bàn tay khéo léo của những người thợ lành nghề tại mảnh đất Cùng Hô, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, từ phần vỏ bưởi có vị the the bình dị, một thứ được bỏ đi, người nghệ nhân nơi đây đã biến tấu chúng trở thành những món ăn hấp dẫn và vô cùng lạ miệng. Để làm mứt vỏ bưởi có màu trắng ngà, ngọt thanh và giữ được hương vị bưởi, chị Hồ Thị Loan đang tập trung xử lý vỏ bưởi. Sau đó trộn với đường và đem sên trong vài tiếng đồng hồ cho đến lúc đường khô lại quanh miếng vỏ bưởi. Mứt vỏ bưởi là một trong những món mứt được nhiều gia đình yêu thích hiện nay. Món mứt này không chỉ có vị the the, dễ ăn mà còn có nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Chị Loan chia sẻ, để làm mứt vỏ bưởi thì phải làm kỹ từng công đoạn. Đầu tiên, vỏ bưởi da xanh sau khi ngâm nước lọc thì xắt lát mỏng rồi xả lại nhiều lần cho sạch và vắt sơ qua để khô bớt nước. Tiếp theo, cho phần bưởi đã xắt lát vào nước luộc khoảng 10 phút. Sau đó, chị cho phần vỏ bưởi đã luộc chín ra rổ và tiếp tục ngâm ngay vào một chậu nước lạnh, chờ khi nguội hẳn rồi vắt khô ráo nước thêm một lần. Để kiểm tra xem vỏ bưởi đã hết vị cay chưa thì ta phải nếm thử nhiều lần. Nếu cảm thấy vị cay the vẫn còn thì hãy cho vỏ bưởi vào nồi luộc lại tới khi vỏ bưởi hết hoàn toàn vị cay the. Đây cũng là một trong những mẹo nhỏ trong cách làm mứt vỏ bưởi dẻo thơm ngon. Tiếp đó, ta ngâm đường và bưởi qua đêm để những lát vỏ bưởi thấm đều đường cát. Trong lúc sên mứt, phần vỏ bưởi cần trộn thật đều tay và chú ý lửa để đường cát tan hết và không bị cháy khét, sẽ làm xấu đi màu và miếng mứt bưởi. Mứt vỏ bưởi là một trong những loại mứt được nhiều gia đình yêu thích hiện nay. Mứt vỏ bưởi không chỉ có vị the the, dễ ăn mà còn mang lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Ngay bây giờ thì Ngọc Hoa mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Loan để khám phá cách làm mứt vỏ bưởi thơm, dẻo, thanh mát mà đặc biệt là không có vị đắng. Ngọc Hoa xin được chào chị Loan ạ. Chị Loan ơi, để làm mứt vỏ bưởi thơm, dẻo, thanh mát mà không có vị đắng hả chị, thì mình phải chọn cái nguyên liệu kỹ như thế nào và cái công đoạn làm ra sao hả chị? Dạ, mình làm cái mứt bưởi là mình chọn cái bưởi non, không được là bưởi già. Bưởi già thì nó sẽ không mịn, khi mình luộc á, mình vắt thì nó sẽ bị gã, với lại nó không, khi mình phơi nó không trắng. Và mình sẽ chọn cái bưởi non, xong rồi mình vô mình rửa xong mình sẽ gọt ra bào rồi để muối vô rồi cái mình vắt cho nhiều nước vậy á. Rồi xong rồi bắt cái nồi nước lên, mình sẽ cho tùy theo, thí dụ như bưởi nhiều ít là mình lượng muối mình để vô cái nước sôi đó. Rồi nước sôi lên mình sẽ thả bưởi vô, mình luộc xong mình đem đi, mình rửa lại cho sạch, vắt cho ráo. Rồi mình để đường vô, mình trộn, mình sẽ bỏ qua đêm rồi đem lên sên. Nhưng mà đặc biệt á, là em làm mứt bưởi này là em làm bằng đường tinh, để cho người có bị đường huyết á, là ăn nó đảm bảo sức khỏe. Rồi xong rồi mình để đường cho ngấm cả đêm vậy đó, xong mình để lên chảo mình sên xong rồi để vô cái xịa bưng ra nắng phơi, mình phơi khoảng 2 nắng là mình sẽ sử dụng được. Cái mứt bưởi mình phơi cho khô vậy rồi á, mình sẽ để được ăn cả tháng hơn tháng ăn vẫn được, không có bị gì hết. Muốn cho mứt vỏ bưởi này thơm và giữ được lâu thì mình phải bảo quản như thế nào hả chị? Mình chỉ để vô cái keo, mình để nắp kính, hoặc là mình để vô cái bịch đó, mình sẽ cột miệng kính lại được, chứ không cần để chất bảo quản gì hết. Là mình sẽ để không gió lọc vô là mình sẽ ăn được. Khoảng thì bình thường ở nhà em làm thì em ăn khoảng được cả tháng mấy á. Khoảng cả tháng mấy nó không có bị gì hết, nó không có mùi gì hết, nó cũng vẫn ngon, còn vẫn dẻo bình thường. Như cái bưởi thì mình làm mứt á, là bưởi nhà em trồng có sẵn, cho nên là không có thuốc gì hết, mình không có đi mua của người ta. Rồi mình sẽ cắt xuống mình làm em chỉ sử dụng đường ít thôi, cho nó có vị ngọt để nó không the thôi, để
mà mấy vị khách có đường huyết á, là người ta ăn sẽ đảm bảo. Không dừng lại ở món nem bưởi dai giòn đậm vị hay mứt giỏ bưởi dẻo thơm, những người dân xứ Cồn Hô, xã Đức Mỹ còn không ngừng mày mò tìm hiểu và cho ra đời món chè bưởi ngọt nhẹ thanh mát từ quả bưởi sạch tại vườn nhà, thổi thêm một luồng gió mới cho giới ẩm thực đặc trưng xứ Trà Vinh. Nguyên liệu giỏ bưởi nấu chè được chị Nguyễn Thị Nhiên lựa chọn rất kỹ từ các vườn bưởi sạch tại Cồn Hô. Sau khi có được nguyên liệu sạch an toàn thì đem bưởi về tách lấy vỏ, thái miếng mỏng, xả kỹ với muối và tẩm ướp bột năng dùng để nấu chè bưởi. Đầu tiên cần xử lý vỏ bưởi, phải gọt hoàn toàn hết phần da xanh vì nếu còn da thì chè sẽ đắng và cũng không lấy sát phần vỏ phía ngoài vì vỏ dễ bị sơ. À, chị Nhiên, để được một chén chè bưởi thơm ngon như vậy này chị, thì nguyên liệu mình nấu bao gồm những gì hả chị? Dạ, đầu tiên là em nấu đường phèn, rồi đậu xanh, rồi bưởi, thì lá dứa, nước lá, cây lá dứa thì đậu phộng, giờ như bột năng, dạ, có nhiều đó. À, thì mình nấu á chị thì mình sẽ chọn là bưởi non hay là bưởi chín hả chị? Tôi chọn bưởi ống dốc á, vừa già chứ nấu nó mới ngon, còn chín quá nấu nó khô, còn non quá nấu nó mềm, cho nên chọn bưởi vừa đóng dốc với vừa già là ngon nhất. Ở đây mình nấu chè bưởi á, thì cái vỏ bưởi á, là chị phải xả bao nhiêu nước để cho nó không còn cái vị đắng hả chị? Dạ, em sắc ra rồi em xả cỡ chục nước vậy đó, mà bỏ muối chơi cho thật là nhiều cho nó xèo cái vỏ bưởi á, ăn cho mình xả nhiều nước nó mới hết đắng được chứ không mới đắng dữ lắm. Xả rồi cho mình ăn thử hết đắng rồi cái mình ớp bột năng vô chừng nửa tiếng sau vậy đó, cái mình cho nó rút bột năng vô vậy đó chị, cái mình bắt nước sôi lên mình luộc qua một cái nữa rồi rửa lại một nước lại cho sạch sạch là sạch, rồi cái mình bắt nước đường lên cái mình bỏ vô cho sôi lên, cái mình bỏ vô là chính là bỏ đậu phộng này kia với đậu xanh vô là xong, chà cho sôi lên là được. Thì xong rồi cái chị nấu xong rồi gần chín á, chị quậy miếng bột năng tươi vô nữa, bỏ vô làm cho nó có độ sệt đó chị. Ăn chè bưởi là phải có nước cốt dừa, nước cốt dừa mình cũng thắng riêng á, chị bỏ miếng bột gạo vô thắng lên cho sôi lên là nó đã có đặc đó, bỏ miếng muối miếng đường vô bỏ nước cốt dừa. Chị Nhiên cho biết, bưởi da xanh là đặc sản của Cồn Hô quê chị. Qua tìm hiểu, biết được nhiều công đoạn hữu ích từ quả bưởi đem lại cho sức khỏe con người. Chị muốn thông qua các sản phẩm chế biến từ bưởi để chứng minh cho mọi người thấy giá trị kinh tế của trái bưởi da xanh đem lại rất lớn. Bởi vì hiện tại còn rất nhiều người dân thờ ơ, dứt bỏ hết nguồn phụ liệu vỏ bưởi quý giá này. Và thế là, với sự khéo léo và tỉ mỉ của mình, chị Nguyễn Thị Nhiên đã tạo ra món chè bưởi tráng miệng có vị ngọt dịu thanh mát, độ bùi bùi của đậu xanh, giòn giòn của vỏ bưởi kết hợp với vị béo của nước cốt dừa, khiến cho món chè bưởi có hương vị rất riêng, mang thương hiệu xứ Cồn Hô hiền hòa, quê hương Đức Mỹ, Càng Long.